Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Hiếu Chơi Giày. Với kinh nghiệm chơi giày của mình, hy vọng sẽ đem đến những góc nhìn đa chiều và bổ ích dành cho các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đem đến một con giày mà hiện tại đang làm mưa làm gió ở thị trường giày bóng đá phủi ở Việt Nam và trên khắp tất cả các mặt sân cỏ nhân tạo. Đó chính là đôi giày Nike Tempo 10 thuộc dòng Pro. Và đây là đôi giày dành cho để trẻ. Ở đôi giày Nike Tempo 10 này thì phiên bản cao cấp nhất sẽ là phiên bản Elite. Và đôi giày phiên bản Elite thì chỉ có ở phiên bản FG và SG mà thôi. Hiện tại ở cái dòng đế thế này thì đôi giày dòng Pro này là đôi giày thuộc phân khúc cao cấp nhất. Đôi giày này có những gì mà khiến cho các dân phủi luôn phải mê mẩn với đôi giày này? Từ upper bằng da, nhưng mà chúng không phải da thật đâu nhé, nhưng mà chúng rất là mềm, cho đến cực kỳ ôm chân, đế đệm rất là êm, cùng với đó là cái dòng đế không bị quá cao. Đó là một trong những tiêu chí mà lựa chọn của dân bóng đá phủi mà tất cả các cầu thủ đều mong muốn ở cái đôi giày, và chúng gần như thỏa hết tất cả tiêu chí ở đôi giày Nike Tempo này. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ nói tính phần upper của đôi giày này. Đối với dòng Tempo á, thì chúng đã rất nổi tiếng và qua 9 dòng trước đây, từ Tempo 1 cho đến Tempo 9, đó chính là cái việc Tempo họ sử dụng chất liệu bằng da. Tuy nhiên đến cái dòng Tempo 10 này thì hãng Nike và cũng như một số hãng khác họ đã bỏ đi cái phần bằng da thật và thay thế vào đó là một cái chất liệu gọi là giả da. Tuy nhiên đối với cái dòng da ở đôi Tempo 10 Pro này, chúng thật sự đem đến một cái cảm giác vô cùng đặc biệt dành cho các cầu thủ, bởi vì chúng là một cái chất liệu giả da nhưng mà chúng ta khi sờ vào rất mềm và một cái cảm giác gọi là không khác gì đôi các đôi giày da. Điểm yếu của các đôi giày da đó chính là như ở cái dòng Tempo 8 hoặc Tempo 9 thì ở cái phần miệng mũi này nè, chúng dễ bị xúc. Tuy nhiên ở cái đôi Tempo 10 này, bởi vì chúng là chất liệu giả da, do đó chắc chắn độ bền và đã có rất nhiều các review nói về cái việc độ bền này, chúng bền hơn hẳn so với các dòng da trước đó. Ở cái phiên bản Tempo 10 này thì cái da của nó thật sự là mềm và khi lên chân, kể cả khi lên chân thì chúng tạo một cảm giác đi vào mình thấy giống y chang như các cái đôi giày da thật. Thực sự ra là không rất khó để cảm nhận được sự khác biệt giữa đôi giày này và một đôi giày da thật. Kể cả khi bạn sờ tay ở trên cái phần upper này, bạn sẽ thấy rằng là chúng rất là mềm. Công nghệ được sử dụng ở cái đôi giày Nike Tempo này đó chính là công nghệ Flytouch Pro. Công nghệ này là công nghệ lần đầu tiên được đưa lên các đôi giày Tempo này, cho chúng được làm bằng da. Ở cái dòng mà thấp đó chính là này, Tempo Academy thì cái công nghệ sẽ là Flytouch Lite, và ở cái công nghệ ở các cái dòng cao ví dụ như phần dòng Elite thì nó sẽ là công nghệ Flytouch Plus. Tuy nhiên thật sự để mà nói cái việc rằng là bạn cảm nhận được cái độ khác biệt giữa đôi cái công nghệ Flytouch Pro, Flytouch Lite hay là Flytouch Plus thì chúng gần như là không có sự khác biệt. Thậm chí một số review ở trên mạng còn nhận xét rằng là họ cảm thấy rằng là không hề đáng tiền để xuống tiền để mua một cái đôi giày giả da với công nghệ Flytouch Plus ở cái dòng cao cấp nhất, mà thậm chí khi bạn mua cái dòng Flytouch Pro thôi, chúng đã đảm bảo được hoàn toàn các tiêu chí là giống như da và thật sự là không khác biệt mấy so với cái dòng Flytouch Plus. Đó là một trong những điểm mạnh nhất của đôi giày Nike Tempo Pro 10 này. Rồi về cái phần thiết kế của đôi giày á thì chúng có các cái vân chọn, và cái điều này nó mình cũng đã từng nói ở trong cái video về đôi Nike Tempo GX, Phantom GX, kể cả Phantom GX FG hoặc là Phantom GX2, thì chúng có cái vân chọn, thì rõ ràng đây là một cái thiết kế để mà giúp cho chạm bóng và sút bóng được linh hoạt hơn và tốt hơn. Ngoài ra thì chúng có các cái vân nhỏ, chấm nhỏ li ti ở trên cái bề mặt này. Mình cũng không rõ rằng là chúng là các cái hạt được dán lên hay là chúng được dập lên. Tuy nhiên là độ bền của các cái vân này rất là cao nhé. Sau rất nhiều trận đấu thì mình nhận review rằng là các cái hạt này nó hoàn toàn không bị bong tróc ra. Còn lại thì khi mà lên chân đôi giày này, chúng cực kỳ bám nè. Và đây là một cái logo mà biểu tượng của ACC. Rồi, về thiết kế và màu sắc của đôi giày này, chúng thuộc silo giày Pick Ready Pack, như mọi người thường hay gọi, đó là đây là gọi là màu C1, với cái màu chủ đạo là tông màu xanh xanh lơ.
tím và đen. Chúng kết hợp lại với nhau tạo thành một cái màu sắc cực kỳ đẹp và gọi là phải gọi là không có chỗ nào để chê. Và hiện tại cái màu mới nhất của đôi giày này sẽ là Matte Ready, thì chúng có một cái màu trắng nhưng mà hơi ngà ngà một sữa thì hay được gọi là màu trà sữa. Tuy nhiên rằng là mình thấy cái màu đó nó sẽ không đẹp bằng màu này. Cái việc là mình phối cái dây một càng lên sẽ làm cho đôi giày càng thêm nổi bật nữa. Các bạn thấy này, thì có hai cái logo Nike, một bên logo chạy dài ở đây, một bên logo ở phía gần gót, và ở cái phần gót giày thì sẽ có cái logo độc quyền của Temple, không thể thiếu là cái phần tác vải ở đây cũng là Temple. À, nhận xét tiếp theo đó chính là phần cổ thun của đôi giày này. Thì phần cổ thun của đôi giày này á thì được làm khá là giống với đôi giày Nike Temple chính, thì bề ngoài sẽ là một cái lớp ở bên ngoài, tuy nhiên là bên trong chúng sẽ được gia cố lại và có một cái lớp gọi là vải dệt. Theo mình nghĩ chúng khá là tương tự giống như cái lớp Phanix, chúng được kéo dài từ phần cổ thun cho đến cái phần gót giày, thì chúng tạo một cái cảm giác khi mà đi lên chân cực kỳ là thoải mái, cực kỳ dễ chịu. Khi bạn siết cái dây giày lại thì chúng vừa ôm sát đến lòng bàn chân của bạn, không tạo nên một bất cứ một cái cảm giác gọi là bị xô lệch lưỡi gà hay là như nào hết. Thì đây là một trong những điểm mạnh nữa của đôi giày này, mà khi mà ở đôi giày phiên bản Academy thì chúng sẽ làm cái lưỡi gà rời. Và thực sự các bạn chân bè thì cũng nên cân nhắc đi đôi Academy để có một cái lưỡi gà rời, còn đối với đôi Nike Temple này thì chúng một cái lưỡi gà liền. Rồi tiếp theo sẽ là phần gót của đôi giày này. Phần gót của đôi giày này như các bạn thấy ở phía trong, chúng đã được cải thiện rất là nhiều và chúng được làm bằng cái chất liệu microfiber cực kỳ mềm mại, và cái phần đế này nó rất là mềm. Tuy nhiên vẫn được gia cố bằng một cái lớp đệm cứng ở đây, nhưng mà nó rất mềm ở đây. Thì cái việc đệm đế này cực kỳ êm và sẽ tránh cho bạn hoàn toàn với các cái việc là bị xước gót. Phần tiếp theo ở đôi giày này mà mình đánh giá là một trong những điểm mà khiến cho mọi người cực kỳ thích thú ở đôi giày, đó chính là phần đệm đế của đôi giày. Phần đệm của đôi giày này khi bạn nhìn từ bên ngoài có vẻ rất là cao ha, có rất là cao khi mà nó cao vượt trội hơn so với cái mặt bằng ở phía dưới. Tuy nhiên khi bạn lên chân thì đế này không phải là đế cao, bạn cực kỳ bám sân và cực kỳ ôm dưới chân mình. Khi mà bạn đi á thì cái cảm giác nó sẽ giống như là bạn đi các cái đôi Mizuno mà nó ôm sát chân, nó cho mình cái độ linh hoạt nhất định. Khi bạn nhìn từ bên ngoài thì có thể nó cồng kềnh nhưng mà đi lên chân nó khác hẳn. Cái phần đệm đế của dòng Nike Temple này được sử dụng chung ở cả dòng Pro và dòng Academy, cái đệm đế hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên so với cái đời trước Temple 8 hoặc Temple 9 thì chúng đã được thay đổi khi mà chúng đã lược bỏ đi cái đệm đế chứa danh mang tên là React, thì sang đối với dòng đế ở đôi Nike Temple này thì chúng sử dụng đệm EVA bình thường thôi. Nhưng mình nhận xét cái đệm này êm không khác gì cái đệm EVA mà có ở trên các cái đôi Puma Future hoặc là Puma Ultra. Từ đó thì chúng sẽ hỗ trợ cho các cầu thủ rất lớn khi bạn thi đấu ở các sân cỏ nhân tạo có cái mặt sân xấu, và chúng hoàn toàn có thể giúp bạn bảo vệ được cái đầu gối của mình tốt hơn. Rồi tiếp theo nữa đó là cái phần đinh của cái đế này. Thì phần đinh này chúng được hoàn toàn thừa hưởng từ các cái đôi Tempo chính, với cái cấu trúc đinh vẫn là cái đinh dẹt dễ dàng xoay chuyển. Tuy nhiên mình phải thật sự gọi là kinh ngạc bởi vì cái độ bám của cái đinh này. Trong trận đấu mà mình đá hồi hôm qua thì cái đinh này thật sự là bám sân nha. Mình có những cái pha xoay chuyển và bứt tốc gọi là bất ngờ. Tuy nhiên là cái phần đế đinh này bám rất chặt ở trên sân và mình chưa bị chuột chân một cái pha bóng nào hết. Tiếp theo hãy cùng xem cân nặng của đôi giày này là bao nhiêu các bạn nhé. 240 g cho một chiếc giày size 41, 260 cm. Đây là một trọng lượng được xem là trung bình ở các dòng giày TF. Nếu mà so với các đôi giày TF ví dụ như Puma Future, Puma King hay là Copa Pure thì trọng lượng của đôi giày được xem khá nhẹ và phù hợp với đa số các cầu thủ khi thi đấu ở mặt sân cỏ nhân tạo. Tiếp theo sẽ là phần lên chân của đôi giày. Cảm nhận đầu tiên khi đi lên chân của đôi giày này là đôi giày này rất là êm nha. Nó êm, nó đến từ cái bộ đế của đôi giày.
mặc dù không còn là đế React nữa nhưng mà chúng vẫn đem lại được cái sự êm ái bởi cái bộ đệm EVA này. Mặc dù các bạn có thể thấy là chúng rất là cồng kềnh, tuy nhiên là đế của đôi giày này cực kỳ bám sân và cực kỳ sát mặt sân nha. Nó không phải giống như là các cái đôi Puma mà chúng đế mềm nhưng mà lại cao thì đi á thì dễ có hiện tượng dễ bị chấn thương, còn đối với đôi này đế cực kỳ mềm, theo mình nhận thấy thì là mềm nhất trong các cái dòng đế hiện tại. Rồi còn một điểm nữa khi mà lên chân đôi giày này á, đó là nếu mà so sánh với đôi Academy thì đôi Team Pro này chúng rất là bó ở cái phần má ngoài bên này, và rõ ràng á, là cái thiết kế đầu mũi này á, như mình đã nói nó thon vào chứ nó không bè ra so với lại các cái dòng Timpo đời trước đó. Ở cái Timpo 9 hoặc là Timpo 8 á, thì chúng là da thật nên là chúng sẽ càng giãn ra với thời gian, còn đối với đôi Timpo 10 này á, bởi vì chúng là chất liệu giả da nên là chúng không thể nào ngay tức có thể giãn ra ngay tức được, thì nó sẽ phải cần thời gian thuần. Nên là mình lưu ý đối với các bạn nào đi chân bè, nếu mà thật sự muốn thoải mái thì các bạn có thể lên size. Ví dụ như bạn đi 41 thì bạn có thể lên 42, hoặc nếu bạn đi 40.5 thì bạn có thể lên 41 để mà cái phần đầu mũi này là không bị quá bè và chiều dài vẫn đảm bảo. Thực sự ra đôi này thì chiều dài dư khoảng một đốt ngón tay thì vẫn ok nha, không bị trượt trong lúc thi đấu đâu, bởi vì chúng có cái phần dây dày và cái phần lưỡi gà rất là bó đó, nên là mình sẽ không bị cái hiện tượng đó. Rồi còn lại khi mà mình chạm bóng trên cái đôi này thì cái bề mặt da của đôi này cực kỳ là sướng, chúng bám và các bạn có thấy là các pha chạm bóng của mình đó, rõ ràng là chúng linh hoạt hơn nhờ dính chân. Thì rõ ràng đó là cái chất liệu được thay bằng chất liệu bằng da thật từ đôi chim của 9 sang đôi chim của 10 này thì nó là sự đánh đổi giữa cái việc mình là da thật và da nhân tạo, nhưng mà ở cái da nhân tạo của đôi chim này chúng có thể gọi là một cái sự thay thế hoàn hảo cho các cái đôi da, bởi vì chúng sẽ bền hơn tuy nhiên vẫn giữ được cái cảm giác dính bóng và thập chân của cái dòng da trước đây. Mình cũng là một cái fan về da nhưng mà khi mà mình thi đấu ở đôi này thì mình cảm thấy là chúng vẫn đảm bảo được các cái tính năng của đôi giày da. Rồi đôi giày này thì được mình mix lại với dây giày của Opower, nhìn nó sẽ nổi bật hơn khi đấu trên sân, và cái này là hoàn toàn là sở thích cá nhân của mình thôi nhé. Tổng quan nhận xét về đôi giày Nike Tempo 10 Pro này thì một cái mỹ từ có thể để nói là tuyệt vời. Có thể nói rằng là từ cáp bơ bằng da, à mà không phải bằng da, chúng là giả da thôi với công nghệ Flystash Pro, nhưng mà chúng đảm bảo được cái độ chạm bóng và tiếp xúc bóng cực kỳ thoải mái. Ở các đối thủ cạnh tranh với đôi giày này thì bao gồm là Adidas Cop Apple hoặc là hoặc là Puma King, thì hiện tại chỉ có dòng Adidas Cop Apple là còn được giữ lại cái thiết kế hoàn toàn bằng da. Bên cạnh đó thì cũng có một đôi giày bằng da khác ở dòng đế TF này, đó chính là đôi giày New Balance 442 ở phiên bản TF, thì chúng cũng có thiết kế bằng da thật, và đôi giày đó cũng đang là một trong những đôi giày hứa hẹn rất nhiều, có rất nhiều các anh em cầu thủ thích. Rồi tuy nhiên rằng là để nhận xét về đôi Nike Temple này thì mình có thể nói upper này không khác gì upper bằng da, thậm chí chúng còn tốt hơn bởi cái độ bền rất là cao. Khi bạn thi đấu ở tất cả các điều kiện thi đấu mà ẩm ướt hoặc là trời nắng hanh khô như thế nào đó thì cái chất liệu mà da tổng hợp này nó sẽ đảm bảo được cái tính độ bền cao hơn so với các đôi da thật. Rồi một cái điểm mạnh thứ hai nữa mình có thể nói về đôi giày này đó chính là bộ đế. Bộ đế của đôi giày rất êm, cực kỳ bám sân và lại thấp chứ không bị cao như các cái đôi giày khác. Quả thật là khi mình lên chân ở đôi giày này mình một cái cảm giác rất lạ là mình lúc đầu mình tưởng là cái bộ đế này rất là cồng kềnh, tuy nhiên là khi thi đấu chúng lại ôm chân nhẹ nhàng và cực kỳ êm, khiến cho cái việc thi đấu của mình hoàn toàn được enjoy, được là tận hưởng cái đôi trận đấu. Một điểm cuối nữa mà mình muốn nói với về cái đôi giày này đó chính là độ bền của đôi giày này. Cái điểm vì bởi vì cái phần đế của đôi giày này á, là chất liệu EVA, thì cái phần đế này theo cảm nhận của mình thì sau nhiều trận thi đấu chúng sẽ xẹp xuống nha, chứ sẽ không giữ được cái form như này ở lúc ban đầu đâu. Tuy nhiên á, là cái phần xẹp này á, nó sẽ kéo dài chứ nó không phải là chỉ thi đấu một đến hai trận là bạn thấy nó xẹp ngay. Thì
bạn cứ chiến thoải mái đi. Càng chiến thì đôi giày nó càng sát với mặt sân hơn, thay vì là cái cảm giác bồng bềnh như các bạn thường hay thấy ở các cái đôi Puma với cái dòng đế êm mềm như này. Và khi đó thì đối với đôi giày này, theo mình thấy nên đi shoe size hơi chật vào ban đầu, tuy nhiên là sau 1 đến 2 trận thôi, hoặc là bạn có thể mua đôi giày lướt, thì đó là một trong những đôi giày hoàn toàn tốt nhất và ngay có thể là fit vừa với chân bạn luôn. Rồi, đôi giày này thì có điểm yếu gì không? Thì theo mình là có. Điểm yếu nó nằm ở cái phần gót giày. Khi mà chúng có cái phần vải khâu ở đây thì có thể là sau vài trận thì chỉ nó sẽ bung ra, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không đáng kể lắm đâu. Còn lại thì đôi giày này khá là dễ vệ sinh. Mặc dù cái mặt của nó là mặt giả da, khá là dính dính, tuy nhiên là bạn chỉ cần dùng khăn lau một cái, đôi giày sẽ như mới. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi review lần này của mình. Các bạn có ý kiến đóng góp và bình luận về đôi giày này, xin hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên like và share, subscribe kênh của mình ở đây để mình có thể ra mắt được những video review tốt hơn nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.